Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Hôm nay em Toàn có một em bình hút lọc của Sachima đây mọi người. Đấy. Hàng này thì là quá là sâu tuổi rồi mọi người. Đây, ở đây nó vẽ con công này. Công ngày xưa họ vẽ thì không thể được trừu tượng đẹp như bây giờ được. Và em bình này họa tiết nó ít nhưng mà nó lại có cái đẹp ở trước bình này mọi người. Đây nó có chữ hỷ nhá. Toàn bộ cái bình này là nó có chữ hỷ, có chữ hỷ của nó vẽ vàng vàng lên trên bình nhá mọi người nhá. Đấy, đây em cho các bác xem. Này, chữ hỷ vẽ vàng vàng này. Đấy, rất là đẹp, hàng rất là sâu tuổi rồi, mọi người xem mà. Đây chuyện đây. Đây, chuyện này rất là đẹp luôn. Một em Sachima. Cốt gốm thì quá là sâu tuổi rồi mọi người ạ. Con này thì em nói thật các bác là rất là sâu luôn. Này không... con này thì không bao giờ dưới 100 năm tuổi rồi. Đây, có bốn cái quai đây mọi người. Để em... để đây em cho các bác xem miệng ở bên trong này. Đấy. Các bác xem men dạn. Quá là sâu tuổi luôn. Để em xin phép là em đo chiều cao nhé mọi người nhé. Chiều cao này là 34 nhé mọi người nhé. Chiều cao 34. Miệng của nó. Miệng của nó là 10,5 nhé mọi người nhé. Miệng 10,5 này. Đấy. Miệng 10,5. Em đo vòng bụng nó xem là vòng bụng có bao nhiêu mọi người ạ. Vòng bụng con này là 101 nhé mọi người nhé. Bụng rất là to luôn. Vòng bụng 101. Họa tiết vẽ tay và có vẽ vàng rất là nhiều luôn các bạn. Đây ở cái con phượng này là ở cánh nó cũng vẽ vàng mọi người. Nếu mà để kia nhìn nó rất khó nhưng đây nghiêng lên nhìn thấy mọi người. Đấy. Bốn quai vàng luôn. Hàng của Sát rất là đẹp. Men dạn. Đây mọi người xem mấy quai nó này. Đấy, quai rất là óng ánh luôn. Đây, cái này về lau chùi đi là nó cũng lên luôn đây mọi người. Em xin phép là em quay một lượt nữa mời tất cả các bác xem họa tiết nó. Nếu các bác nào ưng thì cứ liên hệ với em nhé. Rồi em bình hút lọc. Trên bình có khắc viết chữ hỷ rất ở đây, như này là song hỷ đây mọi người. Đấy. Song hỷ. Để em thử đếm xem mà có bao nhiêu chữ hỷ nhá. Em để này lên đây để em đánh dấu này. Đấy, đếm từ chữ này 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 chữ hỷ nhé mọi người nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, em Toàn xin phép kết thúc video ở đây đây mọi người. Nếu mà quý anh chị nào mà ưng chiếc bình này thì mọi người cứ liên hệ em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.